Qua thu rụng, quét hoài cũng rụng, quét mãi nó cũng rụng, quét miết nó cũng rụng, quét hoài nó cứ sạch sàn xanh, sạch sàn xanh, nó là sạch sàn xanh, sạch sàn xanh. Ôi! Dạ con chào bà. Nè, dạ. Đầu năm đầu tháng nghe chưa? Dạ. Mày làm ơn làm phước mày đừng có nói cái chữ gì mà sạch sàn xanh nghe chưa? Tức kỳ nghe chưa? Dạ bẩm bà. Ai cho quét nhà? Dạ. Ai cho quét nhà? Dạ thưa bà, thì lúc nào bà cũng muốn là nhà cửa của mình phải sạch sẽ, sạch sành xanh mà bà. Nữa. Mày làm ơn mày bỏ cái chữ đó, anh cho tao đi kia chưa? Sao vậy bà? Đó đó là đầu năm đầu tháng, làm ơn kiên cử giùm cho con đi. Giả lại là không được quét, mày quét cái kiểu này là tài lộc của tao như nó ra hết mày hiểu chưa? Trời ơi, phải chi ngày nào bà cũng kiên như vậy thì đỡ cho con qua. Thì tao khỏi mướn mày luôn. Dạ. Tao không hiểu làm sao á, mày chồng tao rước mày từ dưới quê rước lên để... Mày quay qua tao coi cái mép. Dạ. Bông ở đâu mà thấy quen quá vậy? Dạ bẩm bà, sự thật thì trước khi con dâng bông cho ông thần tài và ông địa, con có lén bứt dài cành. Dạ. Trời đất ơi, bông tao chưa cúng mày lé mày gắn lên đầu của mày rồi à. Một lát làm ơn gỡ xuống cắm lại bàn thờ cho tôi nghe chưa? Dạ. Ăn mặc kiểu mà kỳ lạ vậy? Tết mà bà phải cho con áo dài chứ. Đâu mà có dài này? Dạ áo dài của bà đó. Đeo bông đâu mà có? Dạ đeo bông này là tiền lương tháng trước con mới xin ứng của bà đó. Dạ. Hèn chi, chưa tới tháng là đòi xin ứng lương, chưa tới tháng là xin ứng lương. Dạ. Trời ơi, đầu năm đầu tháng tím rim vậy đó hà. Mày tao cấm mày nha, không có ứng lương nghe chưa? Mày đứng ở làm gì? Dạ chứ con làm gì bà? Mày hồi nãy giờ mày quét bao nhiêu rác, bây giờ mày lùa lại mày đem đi nhà hết cho tao. Ý là bà muốn xả rác này nhà mình đó hả? Đúng 3 ngày tới cho tao. Dạ con sẽ chiều theo ý bà. Trời ơi ông thần tài ơi, con cầu xin cho trúng vé số độc đắc, sắm căn nhà đủ mén đi. Ai là cái lớn tùm lum vậy? Trời ơi bé, mày làm cái gì vậy? Dạ thì con làm theo lời bà mà. Bà nói là phải có nhiều rác trong nhà thì mới có nhiều tài lộc. Con đang rải tài lộc lên đầu bà đó. Con rải nữa nha. Mày rải chỗ trà lên đầu tao thì có. Đi đi. Bà khó khăn với con quá hà. Bởi tao nói cái phận người ăn kẻ ở mà. Giàu quá mà ác quá. Con chừng thất đức đó. Thiệt tình, khùng hết biết kìa. Nghĩ sao mà cái chồng mình rước nó tự dưới quê lên. Báo không thì làm gì. Ông à, đang thay đồ. Làm gì trọng vậy, lẹ lên đi. Thay đồ. Điều gì? Mùng 1 Tết mà kêu làm gì? Kêu ông ra để mà sửa soạn đó ông thần tài. Ủa bộ tính đi đâu vậy? Đi theo mấy ông bạn quýnh sạp xám chơi. Cái gì? Đầu năm đầu tháng làm đi đánh bài rồi hả? Trời ơi, đầu năm đầu tháng quýnh một bàn bài mà thắng là thắng một năm. Thôi đi, dẹp đi. Tối ngày cờ bạc, ông không nghe người ta nói hả? Cờ bạc là bác thằng bần. Làm ơn ở nhà cho tôi, đón ông thần tài tới. Bà làm như bà hay lắm, mà mua giấy số và đánh số đề còn đi mau hơn tôi luôn. Ê, nói số đề mới nhớ. Qua nằm mơ. Thấy gì? Thấy tự nhiên thấy tôi lội nước á. Người ta thường thường nói là lội nước là lội tiền phải không? Đâu ông giải giùm tôi coi, lát tôi quất con số đề coi. Bà lội xuôi hay lội ngược? Nước á thì nó xuôi mà tôi lội ngược á. Lội ngược lên non có nghĩa là rồi xong. Sao? Bà chuẩn bị lên núi rồi đó. Lên núi làm gì? Thì lên núi thì trốn nợ chứ làm gì. Trời ơi xui bỏ xui làm ơn làm phước đầu năm đầu tháng đừng có nói mấy cái chữ đó giùm tôi cái được không? Nhưng mà đánh số đề hoài mà xong trốn nợ được. Ủa thì tôi đánh ít thôi còn hơn ông đánh bài có bao giờ thấy ông đem tiền về không? Trời ơi, tôi quýnh bài với mấy thằng bạn tôi, chuyện quýnh chơi chi đâu có nhiêu đâu. Tôi không có nói nhiều, ở nhà để đó ông thằng tài tới. Bởi vậy nhà. Dạ con lại ông thần tài.
vàng bạc con đã cúng ông thần tài hết đầy đủ luôn rồi đó. Đây nè, cục nào cũng đấy nặng ký ghê lắm. Tiền cũng có nữa. Đây mấy tờ giấy số của con nè. Dạ, con ước mơ không nhiều, ước mơ nhỏ nhoi đơn giản thôi. Đây nè, 30 tờ vé số của con, cho con trúng độc đắc đủ 30 tờ nghe. Dạ, dạ. Tham dữ quá bà ơi. Nó nghe nè, tôi ngủ chút rồi, tối tôi mới về tới cái kêu kêu rồi. Ở đây, ngồi vậy. Thần tài đi ngang qua thấy ông nằm ngủ vậy á, ông thần tài bỏ đi luôn làm sao. Dạ. Chứ tối giờ tới liền giờ đó. Tối giờ chưa ngủ miếng nào hết đó. Đứa nào mở nhà chị. Trời ơi, tắt nhạc rồi đi. Tắt nhạc chị, các con trời nó mệt ghê luôn. Thiên tăng tây nguyệt, miên tăng thọ, xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường, cùng chúc tân xuân nè. À, ai ạ? Bạn bà hả? Bạn tôi đâu vừa mặc đồ ngộ vậy? Cái gì? Ủa, ông ai? Ngươi không nhận ta là ai à? Ô, ô, quen hả? Sa tăng. Cái gì? Đeo mấy cái cục này là giống sa tăng. Sa tăng gì mà có mấy cái này ông nội ơi, khổ quá. Nhìn kỹ lại coi. Thần tài, thần tài, thần tài. Ông là thần tài thiệt hả? Mà... trời đất ơi, thần ngồi xuống thần. Bởi con dòm là con nghi liền. Ủa mà nói nghe nè, mấy năm trước đó, thần tài mặc áo đỏ, năm nay thần tài sao mặc áo vàng? Đổi màu hôm bữa đi. Thay đổi màu có gì đâu mà lạ. Miễn là... phải là thần tài không? Không, thần ta không phải là thần tài. Thần tài hả? Vậy ông uống nước gì ông nói đi. Rồi đây, ông coi là đó, cái bàn thờ của ông hãy cho con cúng đầy đủ hết đó. Bây giờ nha, ông uống nước gì á, rồi con sẽ rót nước cho ông uống. Nhớ chiều nay cho con trúng độc đắc nha. Con mà trúng độc đắc hả, thần tài muốn cái gì cũng được hết á. Giờ ông uống nước gì? Ở nhà có cái gì? Nói ta nghe. À, có rượu nè, bia nè, bánh ngọt nè, rồi nước suối nè, trà đá nè. Thần muốn uống cái gì con đưa liền á. Ôi. Cái gì? Mình tét. Mình tét ăn không được đâu. Ăn vô nó bị tét cái miệng sao. Thôi thần tài không biết ăn đó. Dạ uống cái gì? Cho tao uống nước suối thôi. À nha. Mẹ rượu. Ơi lấy chai nước suối mẹ ơi. Rượu tao uống nhiều rồi. Mà dạ. Thôi khỏi đi. Khỏi luôn hả? Tao uống xong rồi. Mẹ ơi dạ. Khỏi mẹ ơi. À khỏi ha. Dạ. Không uống rồi mẹ ơi. Ê, thôi thôi để tôi chạy vô tôi coi coi có cái gì đem ra cho thần tài nha. Nha. Ừ. Dạ. Thần tài chết tôi rồi. Lấy tiền đốt ra để cúng ổng liền nè. Nhìn con mắt thâm quầng, yeah. Hơi thở dồn dập, yeah. Mới thua bài đúng không? Không có thua mà lỗ vốn. Lỗ vốn. Lỗ vốn là thua chứ còn gì nữa. Dạ thua thua hết rồi còn lại lỗ vốn còn mớ. Còn mớ. Dạ yeah. Để dành. Dạ yeah. Để từ từ thua nữa. Đúng rồi. Cũng rảnh quá. Buồn ngủ quá. Hả? Bữa sáng đêm buồn ngủ quá. Cái gương mặt của ngươi thì ngủ hay thức thì cũng nguy trang. Dạ. Dạ nên vì thế cho nên vô quýnh bài với mấy thằng bạn nó lừa hoài à. Vậy sao? Nó tưởng tôi ngủ nó lừa ai ngờ tôi còn thức. Hả? Vợ đâu rồi? Trời đất ơi. Cúng nhiều dữ anh. Cúng dữ vậy? Bây giờ ông cho con trúng số đi. Con đốt nha. Đốt ông cũng còn trái nữa mà. À khoan. Dạ. Ngồi dạ. Xuống đây nói chuyện chút đã. Dạ ông thần tài. Nói cho bà nghe. Dạ. Chồng của bà hiện giờ tôi biết là mới vừa thua 10 triệu. Cái gì? Ê, lộ vốn chút thôi có gì đâu tôi ông này nhiều ông chuyện ơi. Tôi không có nhiều chuyện. Tôi đã vốn nhiều chuyện. Ta là thần thì ta có chuyện gì ta phải nói ha không? Ta còn biết trong người ổng bây giờ còn đang giấu 50 triệu trong người. Cái gì? Ông làm nhiều chuyện hiểu rồi. Hiểu không tao chứ chứ vô anh giữ 49 triệu à. Ông xài 2 triệu rồi hả? Hả? Ông giữ tiền đi đánh bài hả? Đi với mấy bạn cái vui. Trời ơi là trời. Hồi đó giờ ngươi đánh có bây giờ ngươi thắng bây giờ chưa? Thắng thua bình thường. Ha ha, tao nói cho ngươi biết. Mỗi lần ngươi thua đó là không nói. Nhưng mà ngươi thắng đó là những cái con bạc nó chỉ tung cái tuyệt chiêu ra để nó dụ ngươi đánh tiếp thôi. Hiểu chưa? Dạ. Ông nghe thần tài nói không hả? Rồi. Cờ bạc có bao giờ ông thắng không? Ông đem tiền đem bạc ra ngoài đường á. Ông đổ tiền vô cho tụi nó ăn. Ông thấy chưa? Rồi biết rồi. Ta đã nói rồi, ta không phải là thần tài. Ông bà cứ nói tao thần tài hoài vậy. Chứ ông là ai? Nhìn thì không biết hả? Ta là thần cờ bạc. Cái gì? Hả? Cái gì? Ông nói ông thần gì? Thần cờ bạc. Giờ đến đây làm gì? Là ví dụ như ông đi chung tôi là tôi đánh đâu là thắng đó phải không? Cũng tùy. Ừ, hơi xui. Vậy giờ tôi cổng ông đi theo tôi lên mấy bạn quýnh bữa thôi. Cổng nổi hôn mà cổng. Tôi kệ cũng ráng lết lết đi. Ông đánh cái gì nữa hả? Trời đất ơi thua bao nhiêu
tiền rồi bây giờ tính bán nhà luôn hay sao? Bà ngu quá. Đấy, có ông thần tài, ông này đi theo quýnh là ăn. Đừng có cãi gì hết. Nói cho hai người biết. Thật ra đó, hai người có biết tại sao ta ăn mặc như vậy hay không? Tại sao? Thường thường thần bài là ăn mặc không có sang trọng. Đâu có nhiều vàng dòng đeo như vậy đâu. Mà chỉ cũng nhờ các người hết. Hồi xưa đó người ta đánh bài người ta chỉ đánh vài đồng lẻ thôi. Thấy không? Còn bây giờ á, ví dụ vợ chồng ngươi nè, đánh lớn, thấy không? Nhiều khi đánh cả nhà cửa ruộng đất luôn. Nhờ vậy mà ta tiền thu nhập ta tăng gấp bội. Cho nên ta mới có tiền ăn mặc sang trọng như nhưng vậy. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi đánh bài hết á. À, bà không đánh bài nhưng mà mê đề đóm thì cũng vậy. Thấy chưa? Ta không ngại nói cho hai người biết. Hồi nãy ta vô đây đó là không phải ta chúc mừng gì đâu. Ta vô ta nói chúc mừng là lịch sự thôi. Thật ra ta muốn thăm cái nhà này để coi bây mốt cái người bán ta có cần sửa chữa gì không đó mà. Cái gì? Ý ông nói ông là ông vô đây để mai mốt là vợ chồng tôi bán nhà gì bà ba cờ bạc vậy hả? Bà đừng có cãi. Thần tài đã cho ông bà cơ hội có tiền bán đất, mua nhà mua cửa xây tạo dựng tự nghiệp sự nghiệp như vậy. Vậy mà ông bà mùi chồng á thì cờ bạc, vợ thì đề đốm, thì làm sao mà còn tiền bạc trong tương lai? Thấy chưa? Sớm muộn gì nhà này cũng thuộc về ta thôi. Nói hết chưa? Đó, bà thấy không? Ông nói hết chưa? Bà thấy không? Nói hết rồi. Mén. Mén nào? Mén. Đây có thằng mén sao? Mày xách cỏ trà ra đây. Cỏ trà làm gì? Quét sạch rác cho tao. Kẹp. Ủa? Cái chổi gì vậy? Dạ, tại con sợ nhà dơ cho nên phải kẹp cái chổi đi như vậy. Hay lắm. Ủa, bà ơi, chưa Tết mà lân sư rồng vô nhà mình sớm vậy bà? Mày nhìn sao mà ra lân sư rồng vậy mày? Cờ bạc á, quét sạch cho tao. Quét đi hả bà? Để cho con. Khoan. Mén con. Ủa sao biết tên luôn ai vậy? Ta là thần mà, cái gì ta lại không biết. Ủa thần gì? Ta còn biết chồng con tên gì nữa mà. Trời ơi, thần lầy quá vậy thần. Dạ. Con có muốn chơi cờ bạc với ông không? Chơi dễ thôi. Bún thun ăn tiền. Ăn nhiêu thần? Bây giờ nếu mà con thắng. Dạ. Thì ta sẽ đưa cho con 50 ngàn. Hả? Còn nếu con thua, con chỉ đưa cho ông 5 ngàn thôi. Trời ơi, cái kèo gì mà dễ ăn quá vậy? Chơi luôn, xuống sát với ông luôn. Bây giờ sao? Chơi ở đây không có tiền. À, có nhiều người ta không có ưa. Đúng rồi, chơi ở đây thanh thiên bạch vật quá. Ra trước cổng. À, nếu mà còn ăn, ông sẽ tăng tiền lên từ từ. Thấy chưa? 50 thành 500. Trời ơi. Đi. Thấy không? Lên đi. Lên cái gì? Mẹ. Lên. À, lên ha. Rồi, mẹ, đi. Đừng có nghe lời ông chủ. Bye bye ông bà nha. Mẹ. Chết rồi ông ơi. Con mén này bị ông cờ bạc dụ dỗ rồi ông ơi. Cái lỗi này do bà đó. Bà đánh số đề cho nó thấy rồi nó bắt trước. Thì cũng là lỗi với ông. Tại vì ông đi cờ bạc tối ngày, ông chịu chăm sóc gia đình. Rồi tôi cứ nghĩ là tôi đánh đề để tôi vui chơi thôi, chứ đâu ngờ thua dữ vậy. Tôi cũng nghĩ là đánh với mấy bạn giải trí, ai ngờ đâu mà thua. Thôi bây giờ nhờ thần cờ bạc nói ra vậy, tôi với ông mới sáng mắt ra. Bây giờ còn có cái nhà đó, rồi thua cờ bạc, rồi thua đánh đề, rồi cho bán nhà tôi với ông có nước ra ngoài đường mà ở. Giờ tôi với bà thề đi. Tôi bỏ. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Lỗi của tôi. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà, tôi xin lỗi, lỗi ông. Con. Con mén. Giờ ta chẳng còn chi, tay trắng tay mặt ôi. Đời bạc gian lắm phô phàng. Mẹ con mén. Tiền có kim như nước rồi cũng xa trôi. Nè, cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Mày làm gì vậy? Nói cho bà nghe coi, tại sao ăn mặc kỳ cục vậy? Sao tóc tai te tôi vậy hả? Bà ơi, con lỡ xuống xác với ông thần bài bạc vậy đó bà. Con sạch sành sanh rồi bà ơi. Có mấy bà cho con ứng tiền luôn tháng sau được không bà? Đi đánh bài nữa hả? Dạ. Chưa chừa hả con? Chưa sát mắt ra hay sao mà con đòi đi đánh bài nữa? Bị dụ quá bà. Rồi bây giờ muốn dụ thêm nữa hả? Không có, con gỡ lại bà ơi. Không có gỡ được đâu. Con thấy ông không? Dạ. Ông đã thua như vậy rồi á. Bà đánh đề mà thua như vậy rồi á. Mà con còn đòi gỡ là sao? Thôi, đi vô lát thay đồ đàng hoàng đi. Dạ.
mày cầu tao đi, chiều nay mặn thần tài cho tao trúng số á, tao cho mày tiền để về quê làm vốn buôn bán này chưa. Trời ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm, con đội ơn bà. Dạ. Không vô nữa hả? Ai nói vậy bà? Vô bà lấy ba tiền lẻ đưa cho ổng đi. Tết nhất là ăn xin cũng khác thôi. Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai khởi đầu mới. Tết dù quá ngắn, ngoảnh nhìn lại bỏ lỗi xưa. Trời, ăn xin mà cũng biết nè. Đâu vậy, đứng đây đi rồi tôi lấy tiền đi cho. Vô chỗ ta ngồi. Gì vậy? Ai vậy bà? Thôi. Ai vậy? Nè nè nè. Cậu gì vậy trời? Cậu là ai vậy? Vô nhà tôi làm gì đi ra, rồi tôi cho tiền cho. Ủa, nhìn gì cũng chưa biết ta là ai nữa hả? Là ai? Ta hân hạnh giới thiệu với các người, ta chính là thần dê chai. Mày ơi, ta thần tài nè. Thần tài gì ăn mặc cái ghê vậy cha? Thần tài ốm nhớm nhất vậy trời ơi, vợ ông kìa. Tôi ăn mặc vậy là do gia đình mấy người đó. Sao vậy? Sao vậy? Suốt ngày gia đình làm thì ít, tiêu xài thì nhiều, ăn chơi thì nhiều. Tôi là xém bỏ đi căn nhà, bỏ đi căn nhà là căn nhà này nó bay luôn á. Hên là biết hối lỗi tôi mới quay lại tôi chúc phúc cho. Ủa vậy ông là thần tài thiệt hả? Thần tài, vô thế ngồi thấy giống không? Dạ, con biết lỗi rồi. Sao quá à, ông thần tài rồi, cái râu ông đâu? Bị thua thiếu nợ cờ bạc, nhổ tôi hết rồi còn đâu nữa. Trời ơi, ngồi thấy chưa? Dạ, con biết lỗi, vợ chồng con đã biết lỗi rồi, con mén cũng biết lỗi rồi. Ông thần tài, rồi đây con sẽ là bồi bổ cho ông thần tài mập lại ra. Thần tài đừng bỏ gia đình con bằng thần tài đi nha. Biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Sẵn dịp xuân đến, ta xin chúc phúc cho gia đình các ngươi. Mùa xuân lại đến, niềm vui đầy nhà. Gia chủ no đủ, vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài, già trẻ gái trai xum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn thần tài. Ta cũng chúc. Có ai bán nhà không? Mẹ! Cái gì? Đuổi cho ta! Quất ông lên! Quất cái gì? Quất cái thần nó lại cho ta! Cái gì vậy? Đập mày hết cái này lại! Đập ông đi!